Tiếp tục với tin quốc tế, đánh giá về những hậu quả thảm khốc và mức độ thiệt hại sau lũ lụt do bão Daniel gây ra tại Libya, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO của Liên Hợp Quốc cho rằng hàng ngàn người đáng ra được cứu sống nếu hệ thống cảnh báo sớm và ứng phó khẩn của quốc gia Bắc Phi hoạt động hiệu quả. WMO cho rằng nếu các cơ quan chức năng có sự phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ hơn thì họ đã có thể đưa ra các cảnh báo sớm. Lực lượng ứng phó khẩn cấp với thảm họa lẽ ra đã có thể tiến hành công tác sơ tán người dân, giúp cứu sống được phần lớn con số thiệt mạng hiện nay. WMO nhấn mạnh vai trò của công tác dự báo, cảnh báo và tuyên truyền thông tin thời tiết đến với người dân, cho rằng sự yếu kém trong công tác này tại Libya là nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả và mức độ thiệt hại về người và tài sản như hiện nay. Tính đến thời điểm này, hơn 11.000 người đã thiệt mạng do bão tại Libya. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót. Ông Mohamed Sarieh, người Liban, đã chờ đợi thông tin của gia đình anh trai mình sống ở Libya suốt mấy ngày qua. Trận bão lụt vừa qua tại Libya được xem là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước này. Không may, thông tin cuối cùng mà ông nhận được là cả gia đình anh trai ông đều đã thiệt mạng. Anh trai tôi đã quyết định đến Libya để tìm kiếm một cuộc sống mới cách đây 30 năm. Anh ấy định cư ở Derna và đã có một gia đình hạnh phúc. Mọi chuyện lẽ ra đã tốt đẹp biết mấy nếu không có thảm họa này. Trước đó, những trận mưa lớn ở Derna, Libya do ảnh hưởng của bão Daniel đã khiến các con đập bị vỡ, phá hủy nhà cửa và đường xá. Lũ lụt đã cuốn trôi toàn bộ khu dân cư ở Derna. Nhà chức trách đã tuyên bố đây là khu vực thảm họa. Hàng chục nghìn người dân Derna đã phải sơ tán. Hiện các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai công tác hỗ trợ thuốc men, trang thiết bị tìm kiếm và cứu nạn, cử nhân viên cứu hộ đến các vùng bị ảnh hưởng. Người dân cũng tham gia vào việc tìm kiếm cứu nạn bằng bất cứ dụng cụ nào trong tay, kể cả tay trần, đào bới những ngôi nhà đổ nát do bão để tìm kiếm người mắc kẹt. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi quốc tế hỗ trợ khẩn trương kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão ở Libya.